đã ra đi thật rồi, cha đã ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như Thái Sơn cao vời, con biết sao đền bồi. Cha vội ra đi, con biết sao đền bồi. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù xin nguyện Chúa dù thương đón cha đi về, đón cha đi về hương lòng thánh nhà, hương lòng thánh nhà bù đắp nỗi đau. Cuộc đời đã qua tận tùy sớm hôm để lo Chúa toàn dương giúp con cái biết theo đạo này. Hôm nay con mất cha thật rồi, con mất cha thật rồi, không tìm gặp được nơi đâu. Cha ở nơi đâu? Cha con xa cách không bên bờ, biên giới thật xa mờ. Cha vội ra đi, con biết ai cậy nhờ. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù xin nguyện Chúa dù đón cha đi về, đón cha đi về hương lòng thánh nhà, hương lòng thánh nhà. Đời đã qua tận tùy sớm hôm để lo chu toàn dương giúp con cái biết theo đạo này. Xa đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như Thái Sơn cao vời, con biết sao đền bồi. Cha vội ra đi, con biết sao đền bồi. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù xin nguyện Chúa dù thương đón cha đi về, đón cha đi về hương lòng thánh nhà, hương lòng thánh nhà bù đắp nỗi đau. Cuộc đời đã qua tận tùy sớm hôm để lo Chúa toàn dương giúp con cái biết theo đạo này. Xin lòng nhân của Chúa dù thương đón cha đi về, hương lòng thánh nhân bù đắp nỗi đau. Cuộc đời đã qua tận tùy sớm hôm để lo Chúa toàn dưỡng dưỡng con cái biết theo đạo lành. Thank you.
đã sống với những khốn khó gian truân từng ngày. Trên vai người nặng gánh mưu sinh long đong suốt cả cuộc đời. Có những ngày mưa rơi hay khi trời nắng cháy, người vẫn đi, cha đi để đổi lấy đắng đón chát chua cho cuộc đời. Nhân dân cha bà con và thân thờ Amen. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Kính thưa, chúng ta kính yêu bằng chị em. Trước cái chết khi ẩn cả thân phận của con người lên đến cao độ, con người phải chết, đó là điều tự nhiên. Tuy nhiên, giờ Đức Kitô, sự sống theo Kitô giáo có một ý nghĩa tích cực. Thánh Phaolô đã xác tín, đối với tôi sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Và đây là lời đáng tin cậy, chúng ta cùng chết với người, chúng ta sẽ cùng sống với người. Ông Tư Xe, ông Cố, sau hành trình dương thế, này để chú mọi người, cho thân sự ra đi của ông Cố, để lại cho gia đình, đặc biệt nước mắt không thể bù đắp. Vì cha phụ với lãnh đạo điều hành trong khu cùng với mọi người đến đây chúc hết cho đội ngũ đặc quyền và đặc biệt trong niềm tin chúng ta cùng chia sẻ những thức tiền đời. Xin Chúa đón nhận ủng hộ cùng cố những xe và sơ sẵn ba người đặc phúc nước trời cho ông tổng đồng tiền đấy. Từ đây chúng ta cùng với cố lên lên Chúa cầu tình cầu cho hy vọng vào ngày đời con được mong Chúa thôi. Con xin chào về Chúa, niềm tin và ước mơ này được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân cha. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé mù yên trong tay mẹ hiền về lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Kính tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: đã đến giờ con người được tôn vinh. Quả thật ta nói với các con, nếu hạt cũng bị rơi xuống đất mà không thối đi thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi thì nó xin chịu ôn thảo. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự ta, cha ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn ta sao xuyến và biết nói gì? Lạy cha xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì thế mà con đã đến trong giờ này. Lạy cha xin hãy làm tôn vinh dân cha. Lúc đó có tin từ trời phán: ta đã làm vinh dân ta và ta còn làm vinh dân ta nữa. Nhưng mà chỉ đó thật đấy, trong một nhiệm vụ sinh liên quan, Đức Kitô đã chiến thắng tử thần và đem lại sự sống cho chúng ta. Với niềm tin tưởng, chúng ta thành tâm nâng lời nguyện xin. Chúng ta cầu xin Chúa cho linh hồn ông Cô Du Xe vừa lìa coi thế được hưởng hạnh phúc vinh quang của những người luôn tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa cho thân nhân và bạn hữu của linh hồn ông Cô Du Xe. Xin Chúa biến đổi đau thương thành niềm hy vọng và sự sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa cho tất cả chúng ta đang sum họp nơi đây để cầu nguyện cho linh hồn ông Cô Du Xe được thôi thúc can đảm thi hành thánh ý Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Lạy cha xin tham hoa ông Du Xe chúng con đây trong cuộc sống trần gian đã tin cậy vào cha đã phò thác cuộc đời. Amen.
Lạy Cha, chúng con biết rằng khi thân xác của chúng con là ngôi nhà tạm ở dưới đất này bị xương xiếp phá hủy, thì chúng con lại có một nơi cư ngụ do Cha dựng nên, đó là ngôi nhà vĩnh cửu trên trời không cho tay người phàm làm ra. Lạy Cha, xin thăng hoa và chúc phúc cho chiếc quan tài này, cũng là chiếc ao là nhà tạm cho thân xác yếu hèn hay hư nát của người anh em chúng con đến cư ngụ, để trở thành phục sinh trong quyền năng của Chúa. Xin cho nhà tạm này được Cha thăng hoa và chúc phúc, trở nên nơi yên nghỉ bình an cho thân xác người anh em chúng con là đền thờ ngôi ba Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin Cha ban phép lành cho những trang phục này, để những người thân trong tăng quyến khi mặc vào thì được an ủi, được sự bình an của Cha trong tâm hồn, biết biết đau thương thần lời nguyên chân thần tha thiên đương lên trước tôn nhan Cha, để được Cha thương so đồ hồng ân xuân cho người qua cô và tăng quyến chúng con. Xin cho những người thân trong tăng quyến mặc trang phục này thể hiện sự hiệp thông, để nó đáp nghĩa người qua cô, yêu thương ăn bo và đồng bọc lẫn nhau và tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống lại để ban sự sống cho chúng con. Xin thương nhận lời chúng con khẩn cầu mà ban cho linh hồn du xe mau hướng tôn nhan Chúa. Chúa đã đấng thành sống và hiển trị muôn đời. Amen. Trong trang chuẩn tôi đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời tôi. Từ hồn sâu kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Chúng con cậy vì rằng Chúa nhân từ cho linh hồn Chúa sẽ được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng vang vui vẻ vô cùng. Amen. Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đừng nêu đồng trinh hiển vinh sáng lang. Hằng Chúa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Giuse. Giêsu Maria Giuse con
sống kinh doanh. Khi ông cố của chúng con lâm bệnh nặng, cũng như lúc đau ốm, quý cha cùng toàn thể quý vị đã đến chia sẻ và cầu nguyện cho người cha, người mẹ trong gia đình chúng con, giúp đỡ chúng con và ban cho ông cố những bí tích giải tội, cũng như là thêm sức mạnh cho ông cố vượt qua những cơn bệnh nặng hiểm nghèo. Quý vị cũng đến chia sẻ cái nỗi đau buồn của gia đình. Hôm nay cha quý chức quý vị trong nội ngoại tộc cũng tụ họp nơi đây để cầu nguyện cùng với cha chính xứ ban bí tích, cũng như thánh hóa thân xác của ông cố Giuse của chúng con. Thật là một nghĩa cử rất cao đẹp mà gia đình chúng con không biết nói gì hơn là chỉ xin cúi đầu tạ ơn quý cha quý chức cùng toàn thể quý vị đã thương hiệp hành với gia đình chúng con. Một lần nữa, trước khi dứt lời, chúng con nguyện xin Thánh cả Giuse mẹ Maria luôn đồng hành với cha chính xứ quý chức quý vị nội ngoại trong thân tộc của ông cố Giuse. Và một điểm nữa, chúng con cũng chờ cha ở bên nước ngoài về, thì xin cha cũng toàn thể quý vị cũng thương tình với gia đình chúng con, hiệp hành với gia đình chúng con để chu toàn những cái bước cuối cùng của ông cố. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa toàn quyền, ban phục vụ liên minh cố hai nhận được tin báo ông cố Giuse là người thân yêu của gia đình toàn quyền đã được Chúa gọi về để an nghỉ trong Chúa tình thương và nhân hậu. Cách riêng, ông cố là thân phụ của anh Thưởng, thư ký ban phục vụ liên minh hố nai. Hôm nay, ban phục vụ liên minh đến đây trước hết là để thăm hỏi, động viên và chia sẻ những mất mát to lớn không gì có thể bù đắp cho được mà ta khuyến đang phải gánh chịu. Sau nữa, là đọc kinh dâng lời cầu nguyện để xin Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót thứ tha những lỗi lầm cho linh hồn ông cố Giuse, cũng như nơi dậy nơi hạn quyến niềm tin gậy mến, và Chúa Kitô phục sinh sẽ đón nhận ông cố và hưởng hạnh phúc nước trời. Trong tâm tình cảm mến và tiếc thương, ban phục vụ liên minh hố nay có chút lễ vật xin ta quyến đón nhận. Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông Thánh Giuse là bà thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng tri, cầu cho chúng con. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Maria. Thank you.
dương. Thuở ấu thơ tôi hay theo cha ra đồng, thời còn vô tư trang giấy trắng trong. Nào ngờ biết cha trên đồng ruộng sâu, từng mầm lúa lên lưng cha thêm cộng. Tháng năm trôi dần lớn khôn, tôi đâu hay cha đã già, lòng nặng suy tư khuya sớm thân con. Một đời đắng cay nuôi đàn con thơ, dài dầu gió sương mong con nên cha ơi chốn tha hương. Hình dáng cha vẫn lặng thầm theo suốt đời con, mỗi đêm về lời cha khắc sâu. Giữa trời đêm con hái là vì sao xa. Cha ơi trải qua bao ngàn đắng cay, con lại càng thâu hiu tình cha. Dẫu khó nghèo đừng nghèo trái tim, dẫu đục trong dũng sơi lòng nhân ái. Tháng năm qua càng xót xa, thương cha thương vô ngần, tựa một giọt sương hiu hắt trên cành. Một ngày vắng cha ngỡ đời mồ côi, sợ ngày vắng cha gót son lầm bùn. Theo suốt đời con, mỗi đêm về lời cha khắc sâu. Giữa trời đêm con hái là vì sao xa. Cha ơi trải qua bao ngàn đắng cay, con lại càng thâu hiu tình cha. Dẫu khó nghèo đừng nghèo trái tim, dẫu đục trong dũng sơi lòng nhân ái. Tháng năm qua càng xót xa, thương cha thương vô ngần, tựa một giọt sương hiu hắt trên cành. Một ngày vắng cha ngỡ đời mồ côi, sợ ngày vắng cha gót son lầm bùn. Một ngày vắng cha ngỡ đời mồ côi, sợ ngày vắng cha gót son
lầm bùng. Lang thang mình tôi bước âm thầm, đường về hôm nay đã vắng bóng cha. Nhớ mãi dáng người cha yêu xưa, cha yêu ơi mình còn trong mưa. Giờ này ngồi đây lòng thương nhớ cha đã ngàn xa. Kỷ niệm thơ ngây ngày xưa quá êm đềm, ngọt ngào trong tim năm tháng khó quên. Đêm phút cuối cầm tay cha yêu, mong bao con phải thương yêu nhau. Lời người con xin nguyện luôn khắc sâu suốt cuộc đời. Cha yêu ơi con nhớ không quên ngày đó, khi con thơ khôn lớn bên cha từng ngày. Lang thang mình tôi bước âm thầm, đường về hôm nay đã vắng bóng cha. Nhớ mãi dáng người cha yêu xưa, cha yêu ơi mình còn trong mưa. Giờ này ngồi đây lòng thương nhớ cha đã ngàn xa. Kỷ niệm thơ ngây ngày xưa quá êm đềm, ngọt ngào trong tim năm tháng khó quên. Đến phút cuối cầm tay cha yêu, mong bao con phải thương yêu nhau. Lời người con xin nguyện luôn khắc sâu suốt cuộc đời. Cha yêu ơi con nhớ không quên ngày đó, khi con thơ khôn lớn bên cha.
ngào trong tiếng khóc. Cha ơi sao nỡ đành bỏ con, để ra đi mãi mãi trong con bao nỗi nhớ khôn nguôi. Cha ơi cha đâu rồi, tim con đau nhói từng hồi. Kỷ niệm hiện về trong thương nhớ, từng phút giây cha mãi ở bên con. Lòng con ghi khắc hình bóng cha mãi trong đời. Tình thương ấm áp ủ ấp con bao tháng năm dài. Còn đây bóng dáng người cha yêu, nụ cười nhân ái hiền hòa bao dung, như đã bên con. Ôi tình yêu cha tuyệt vời. Từng ngày con luôn sống lời cha nhắc nhớ dạy bảo con, làm con phải thao hiểu ghi tâm đền đáp bao ân tình. Mai đây con vào đời, mai đây con thành người. Đường đời dù dọc ngàn trăm lối, hãy vững tin chọn con đường yêu thương. Con ghi khắc hình bóng cha mãi trong đời. Tình thương ấm áp ủ ấp con bao tháng năm dài. Còn đây bóng dáng người cha yêu, nụ cười nhân ái hiền hòa bao dung, như đã bên con. Ôi tình yêu cha tuyệt vời. Luôn sống lời cha nhắc nhớ dạy bảo con, làm con phải thao hiểu ghi tâm đền đáp bao ân tình. Mai đây con vào đời, mai đây con thành người. Đường đời dù dọc ngàn trăm lối, hãy vững tin chọn con đường yêu thương. Mai đây con vào đời, mai đây con thành người. Đường đời dù dọc ngàn trăm lối, hãy vững tin chọn con đường yêu. Xóm giúp đỡ tất cả những công việc của xóm. Thực sự chúng tôi ghi nhận những tinh thần phục vụ của ông với xóm Vĩnh Trân chúng tôi, và cũng xin được nói lời chia sẻ phân nhiêu đến ông Thưởng. Kính thưa bà cố, gia đình và tăng quyến, trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, người Kitô hữu chúng ta tin rằng cuộc sống của mỗi người chúng ta là một cuộc hành trình đi trở về với Thiên Chúa. Và ông cố Giuse đây, trong suốt hơn 70 năm sống làm người làm con cái Chúa, ông cũng đã tin tưởng phó thác vào tình thương của Chúa, và trong cuộc sống
chắc chắn, chắc hẳn ông cũng có những va vấp, những sóng gió, những phong ba bão táp trước cuộc đời. Vì thế, chúng tôi hiện diện nơi đây để là tha thiết, này xin Thiên Chúa mở rộng, mở lòng nhân từ, thương xót đến ông cố dân xe, là những người tuy sống ở xóm Vĩnh Dân chúng tôi từ rất lâu, có khi là các cụ thuộc và lại các cụ cả, thì cuộc sống của ông tuy rất là âm thầm lặng lẽ và có tính khép kín, ít giao tiếp với người trong xóm, nhưng mỗi một cách sống có một cách riêng biệt, chúng ta không thể đoán xét qua vẻ bề ngoài. Và thực sự các con ông cũng đã có một người đã được dâng hiến thánh hóa cho Chúa, cũng như các con của ông cũng đã là khác hẳn ông, tích cực tham gia vào các sinh hoạt xã hội cũng như trong giáo sở. Vì vậy chúng tôi tha thiết xin Thiên Chúa mở lòng nhân từ mà quên hết những lỗi lầm của ông, để cho ông sớm được hưởng công danh Chúa. Và trước giờ phút này, đứng trước linh cữu của ông, quý vị ông bà trong xóm Kính Răng xin thành kính nghiêng mình chào biệt ông một lần cuối cùng, và xin cầu chúc ông được ra đi bình an trong Chúa. Giờ đây xin kính mời gia đình và tăng quyến hợp ý cùng xóm Kính Răng chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho cô phụ cầu xin Chúa thánh thần người thương thăm thiên hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa có hội thánh hằng có ở khắp thế này.
thương xem chúng con đến sau khỏi đời, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu. Con lòng Bà gồm phúc lạ, ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Từ vực sâu thân mến. Quả thật chúng ta biết rằng nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất là chiếc lều này bị hóa hủy đi, thì chúng ta có một nơi do Thiên Chúa dựng nên, một ngôi nhà vĩnh viễn trên trời, không do tay người thế tạo ra. Vậy chúng tôi luôn mạnh dạn và chúng tôi biết rằng ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa, vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải được thấy Chúa. Vậy chúng tôi mạnh dạn và điều chúng tôi thích hơn đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa. Nhưng dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là đẹp lòng người, vì tất cả chúng ta đều phải đưa ra ánh sáng Chúa Tòa Đức Kitô để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm khi còn ở trong thân xác. Đó là lời Chúa. Giêsu Maria Giuse, con nên yêu, xin cứu rỗi linh hồn Giuse. Giêsu Maria Giuse, con nên yêu, xin cứu rỗi linh hồn Giuse. Giêsu Maria Giuse, con nên yêu, xin cứu rỗi linh hồn Giuse. Từ chôn luyện hình u chính vì thế ông cố hiện nay đang nằm trong thân xác
mộng nát nhưng linh hồn vẫn còn, và vẫn giờ này đang rất mong chờ đợi những lời cầu nguyện của quý cụ ông bà, để Thiên Chúa chắc chắn đón nhận tất cả những lời cầu nguyện của quý cụ ông bà. Ngài sẽ giảm bớt thời gian tâm điện cho ông cố, và trong ngày sau hết ông cố sẽ được chung phần hoan lạc cùng với các thánh nam nữ trên nước vinh quang hằng sống đến muôn đời. Vậy một lần nữa xin được thay lời cho gia đình tam quyến nguyện xin Chúa và mẹ thánh cả du xe ban muôn ơn lành xuống cho tất cả quý cụ ông bà trong giáo xóm kinh doanh được hồn an sát lành, và người sẽ gìn giữ các riêng quý cụ ông bà để quý cụ ông bà có một sức khỏe dồi dào phục vụ cho Thiên Chúa và phục vụ anh em. Và gia đình tâm hiếu chúng tôi cũng xin kính báo vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ ba, tức là ngày 16 tháng 7, gia đình sẽ di quan cụ cố lên thánh đường để đưa cụ cố được tham dự thánh lễ cuối cùng sau thánh lễ an táng tại nghĩa trang đại giáo xứ. Vậy một lần nữa xin được thay lời cho gia đình tăng quyến nói chung, các riêng gia đình bà cố xin chân thành cảm ơn tất cả quý cụ ông bà, và xin kính mời quý cụ ông bà ngồi cùng nhau. Và chương trình là do cầu nguyện vào tối thứ tư thì gia đình tăng quyến cũng nhờ quý cụ ông bà trong giáo xóm để khai mạc giờ cầu nguyện cho ông cố. Các cháu vì tam quyến được tin ông cố du xe được Chúa gọi về, gia đình bà Mợ Lùng, các con các cháu và gia đình cô Trân, các con các cháu xin thành kính vân ưu chia buồn cùng tam quyến. Vẫn biết sự sống thay đổi chứ không mất đi, nhưng với thân phận mỏng giòn yếu đuối không sao tránh khỏi những ưu tư phiền muộn. Tin tưởng vào sự chết và sống lại của Chúa Kitô, xin ban cho gia đình bà cố các cháu được ơn nâng đỡ, sức mạnh mạnh mẽ trong đức tin và sớm đưa ông cố về hưởng nhan thánh Chúa. Xin gia đình tam quyến hiệp ý với chúng tôi dâng lời cầu nguyện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Tôi tin kính đưa Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh.
thần xa hồn tràn lan ơn nghiêng. Này Chúa, Chúa là đấng chọn tôi cho lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa tay đời chiêu nên chiêu trên vì con. Mà con đã cai lòng phải nhìn lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghen mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chưa cái và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng đáng. Chúng con biết ơn Cha tại sáng, nơi Cha chỉ đến đi Cha thầy ở dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay nơi thờ hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ những yêu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Đức Chúa Trời đã cho phép ta vô cùng từ nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần là người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời qua phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tan xa xuống một tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời, bởi quyền hiệu Đức Chúa Cha phép ta vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, đã thánh tông cầu. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Con ở dưới người giờ đều lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu vang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tôi nào ai dối được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cay vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, nhưng nghe làm dân nơi Chúa chờ đến ngày, hãy cậy trong người cho nên. Vì người dân nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi nghe làm dân người thay thái. Này Chúa, xin ban cho linh hồn tu sẽ được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Này ơn Đức Chúa Trời, chỉ một lòng thương xót tha thứ liên mãi. Chúng con xin mình kêu xin Chúa cho linh hồn tu sẽ đã qua đời. Xin Chúa cho để linh hồn tu sẽ phải tay ma quỷ. Đừng quên linh hồn tu xe đời đời, một tiếng than thiên ngần ngần lấy đưa lên thiên đàng, để cho linh hồn ấy khi sống đã tìm thấy Chúa, thì khi chết coi vai xuống lửa ba cùng được lên thiên đàng, tưởng vô vui vẻ vô cùng. Vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con. Amen. Đại ơn Đức Chúa Giêsu giữa vơi trời và xuống thế gian 33 năm. Cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên ai được rồi. Vì vậy chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng, xin tha phần và cho linh hồn tu sẽ là con Đức Chúa Trời đã qua đời hôm nay, hoặc còn giam nơi lưa luyện tội, thì xin mơ cơ tù đạt ấy cho ra, mà đem đến cho nương mọi sự vui thần ra nước thiên đàng. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con sẽ chưa cám dỗ nhưng yêu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Vinh mừng Maria đến phút chư trở cùng bà có phút lễ ông mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng vui lễ. Hoan Maria đông nghe chưa trở cầu cho chúng con làm kẻ con tổ tiên nay và trong giờ lâm tử. Amen. Và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, nơi đã có Chúa vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời trong cùng. Amen. Chúng con thay vì dân Chúa nhân từ cho linh hồn du xe được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy màn Đức Chúa Trời sáng lắm vui vẻ vô cùng. Amen. Maria mẹ ơi, mẹ đoái nghe lời bao vẫn vững tâm trong đêm kia.
Sau đó sẽ được tiến đưa linh hồn Giuse an nghỉ tại nghĩa trang Thầy Giáo Xứ
chúng con cũng xin kính chúng em, chúng cháu cũng xin kính mời quý các cậu, các mợ và tất cả các anh chị và các em cũng bớt chung thời gian đến tiễn đưa linh hồn chú xe đến nơi an nghỉ cuối cùng. Một lần nữa chúng cháu xin chân thành cảm ơn. Alo, alo. À, trong cái việc của gia đình cô ấy, thì các cháu nào mà rảnh rỗi thì tới ngày nó rất là dài, các cháu tới tham dự chào đón hộ cô với lại các anh ở đây, rồi là có cái việc gì thì giúp đỡ cho cô nha. Xin hết.
cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa. Tình cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên cành, đong hết lúa thơm trên đồng, cũng chẳng thể đền đáp tình cha. Tình cha cho con xin nguyện luôn ghi khắc từng giây. Tình cha cho con như bóng mắt phủ che đời con đây. Tình cha cho con cao vút thái sơn bao tầng, lai lắng vì như biển đông, biết đến bao giờ mới hiểu tình cha. Cha ơi, con vẫn nhớ những ngày thơ bé, bàn tay cha bao bọc chở che, ấm áp lời khuyên những thứ tha vỗ về. Mai đây, dù đường đời sóng gió xa khơi, cha vẫn là đuốc sáng hồn con và là niềm tin dẫn con đi. Thank you.
Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng rằng: mọi người Chúa Cha ban cho ta thì sẽ đến với ta. Ai đến với ta sẽ không khứ từ họ. Vì ta từ trời xuống không phải để làm theo ý ta, nhưng theo ý Đấng đã sai ta. Những gì Chúa Cha đã ban cho ta sẽ không để hư mất, nhưng ta cho họ sống lại ngày tận thế. Vì ý của Cha ta là: hỡi ai thấy Chúa Con và tin ở Người thì được sự sống đời đời. Và ta sẽ cho họ sống lại ngày tận thế. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Lạy Chúa, con lời được bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân nước Chúa trời đêm ngày hay cậy trông người cho liên. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người cay cay. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn dù sẽ được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy ơn Đức Chúa Trời, chỉ một lòng thương xót mình yêu, xin cứu đôi linh hồn Lucia.
chào kính cha Phêrô Phó Sứ, chào kính cha Giuse. Kính thưa quý chức bà thần giáo, kính thưa quý gì, kính thưa quý cộng đoàn. Trước hết hôm nay quý cha và quý chức đã thể hiện trong tình yêu thương của Chúa, tình yêu thương đức bác ái, vì lòng nhân từ thương đến ông cố Giuse hiệp thông và cầu nguyện trong ngày hôm nay. Trọng kính quý cha, quý chư, quý cộng đoàn, chân là tận hiến toàn thân cho Thiên Chúa, đó là những giây phút êm đềm dành cho những ai chọn đời theo thánh ý Chúa. Vâng, cuộc đời ông cố trên 70 năm sống cho Chúa cũng như làm trong con người, cuộc hành trình của ông cố rất thầm lặng trong đời sống, nhưng vẫn cũng có sự thiếu sót cách này cách khác. Và chính giờ phút này đây, ông cố đang nằm ngay tại nhà, thân xác mục nát nhưng linh hồn ông cố vẫn đang mong những lời cầu nguyện của quý cha, quý chức và cùng cộng đoàn để cầu nguyện cho ông cố, với niềm tin xác tín rằng Chúa sẽ đón nhận tất cả những lời cầu nguyện của tất cả quý vị vừa dâng lên Thiên Chúa, và Chúa sẽ giảm bớt thời gian thần duyệt cho ông cố Giuse. Và trong ngày sau hết, Chúa sẽ cho ông cố được về chung phần hoàn lạc với các thánh, ở bên Chúa hạnh phúc đến muôn đời. Xin cho ông cố Giuse được về nơi đồng cỏ xanh tươi, và chính nơi dòng suối tươi mát, và chính nơi đó ông cố cũng không bao giờ khát nước. Vậy một lần nữa con xin được thay lời cho gia đình thân quyến nói chung, cách riêng và con cha Phước và bà cố, xin chân thành cảm ơn cha và quý chức và cộng đoàn, nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành xuống cho cha và tất cả quý vị hồn an sắc đặt sức khỏe. Và gia đình thân quyến chúng con cũng xin kính báo, vào lúc 9 giờ sáng thứ ba ngày 16 tháng 7, gia đình thân quyến chúng con cùng với ban ca đi tất di quan lên thánh đường vào lúc 8:30 sáng thứ ba và 9:00 thánh lễ. Xin quý cha và tất cả quý cộng đoàn bên chú thị lợ đến để hiệp thông cùng trong thánh lễ với quý cha, để xin Chúa ban cho các ngài được ổn an sắc lành. Vậy một lần nữa con xin được thay lời cho gia đình thân quyết, xin hết lòng đồng cảm tạ. Tập trung nơi đây, trước hết xin được chia sẻ nỗi mất mát to lớn, đau thương của gia đình, và thứ yếu là xin Chúa là đứng giàu lòng lân tuất, là đứng giàu lòng thương xót, xin thương đến linh hồn ông cố Giuse và sớm đưa linh hồn ông cố Giuse về được hưởng thân năm Chúa. Ông cố Giuse cũng là người đồng lòng bác ái, đã tạo điều kiện cho huynh đoàn có điều kiện để sinh hoạt cũng như là bác ái tông đồ. Xin Chúa cũng vì tình thương và thương đến linh hồn ông cố Giuse và sống đưa linh hồn ông cố Giuse được về hưởng vinh phúc trường sinh nơi thiên đàng. Chúng tôi cũng có một chút lễ vật được xin gửi đến gia đình, xin gia đình vui nhận. Và giờ đây xin mời gia đình hợp ý với cộng đoàn chúng tôi trong giờ kinh nguyện này. Xin cộng đoàn nguyện theo ân nhân.
Đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của cha tôi là tất cả những ai thấy người con và tin vào người con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thánh tẩy mà làm cho ông cố Giuse được trở nên con thật của Chúa. Xin Chúa đón nhận ông Giuse vào nước hằng sông muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã lấy chính thịt và máu Chúa mà nuôi dưỡng linh hồn Giuse. Xin Chúa cho ông Giuse được giải thoát khỏi vòng nô lệ của tội lỗi và sự chết, được ơn phục sinh và được hợp đoàn cùng thần thánh trên trời. Xin Chúa nhận lời chúng con, mẹ cho ánh sáng hạt đu chiếu soi trên linh hồn Giuse. Xin mở sách trang 176. Chúng con trong cậy ra thánh nước mẹ Chúa Trời, xin cha dạy cha bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, nước nữ độc trinh hiển vinh sáng lan. Hôm nay trong tinh thần liên đới của giữa trống cảnh
cũng là còn trong sinh hoạt của cháu cũng như trong liên huấn của hạt cũng như trong giáo dục. Kính thưa quý cụ ông bà, trước hết hôm nay quý cụ ông bà đã vì tình thương của Chúa cũng như trong tình yêu thương đức bác ái không quản ngại gì ra quý báu sáng ra và đã thương đến ông cố dù xa để cầu nguyện cho ông cố. Kính thưa quý cụ ông bà, đối với người Kitô hữu đó là Chúa ban cho mỗi người là một phần gia nghiệp, là chén phúc lộc dành cho con, đó là qua bí tích thân tẩy để nhờ bí tích rửa tội để mỗi người được tái sinh trong ơn nghĩa Chúa. Kính thưa quý cụ ông bà, lòng nhân từ và tình thương Chúa luôn ủ ấp suốt đời chúng ta, và chính vì thế chúng ta hiện nay đã đang sống cho Chúa và cũng như ông cố Giuse chết cho Chúa. Trong cuộc hành trình hơn 70 năm của ông cố đã sống cho Chúa cũng như không sao tránh khỏi xúc phạm đến Thiên Chúa và với tha nhân, trong tinh thần với niềm tin yêu và xác tín rằng lời cầu nguyện của quý cụ ông bà vừa dâng lên Thiên Chúa, tin chắc rằng Chúa sẽ đón nhận và để tha thứ cho ông cố Giuse được giảm bớt thời gian thân luyện và được trong ngày sau hết ông được chung phần hoan lạc cùng với các thánh bên nước vinh quang hàng sống đến muôn đời. Thay lời cho gia đình tăng quyến nói chung các dừng cho bà cố cũng như anh cảnh, xin chân thành cảm ơn đến tất cả quý cụ ông bà, về xin Chúa và mẹ Maria cùng thánh cả Giuse ban muôn ơn lành xuống cho quý cụ ông bà trong huân đoàn giáo xứ cũng như ngài gìn giữ quý vị trong cách riêng đời sống gia đình hàng ngày. Và hôm nay gia đình tàng hiếu cũng xin kính báo đến quý cụ ông bà là vào lúc 8:30 sáng thứ ba là gia đình di quan cùng với Caritas đưa ông cố lên thánh đường vào lúc 9:00 thánh lễ. Kính mong quý cụ ông bà mới chút thì giờ đến để cầu nguyện cho ông cố Giuse. Vậy một lần nữa xin được thay lời cho gia đình tăng quyến nói chung và cách riêng cho bà cố An cũng như cháu cảnh đây là để xin hết lòng đồng cảm cả. Cảm ơn tất cả quý ông bà. Chia buồn cùng bà cố, cha Giuse và gia đình vì sự ra đi của ông cố. Giờ phút này chúng ta chỉ còn có thể cầu nguyện hy sinh cho để cầu cho ông cố Giuse và xin Chúa hiện diện ở nơi đây cùng đức mẹ và các thánh an ủi bà cố, cha Giuse và gia đình, cũng như là ban cho gia đình ơn bình an, niềm hy vọng và sự sống vĩnh cửu mà những lời kinh tiếng hát và hy sinh của tất cả mọi người của quý cha quý thầy trong tình dòng dâng lên Thiên Chúa, xin phó thác ông cố Giuse trong vòng tay yêu thương thương xót của Thiên Chúa để ông cố sẽ được thanh luyện trở về trong vòng tay yêu thương để hiệp cùng niềm vui và hạnh phúc bên Chúa cùng đức mẹ và các thánh, cho đến tất cả chúng ta cùng đọc kinh cầu nguyện cho ông cố Giuse. Lạy Chúa, xin cho lời con nguyện cầu với hương trần bay lên trước tôn nhà Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Amen.
chỉ đến khi cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng gánh trên cây thánh giá, chết và tam sa xuống một tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời người bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, đã thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Chúa là chúng con đưa nương tháng năm trong cánh tay người hồn con vui sống. Tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời, hồn con bao thương bên lòng Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thanh tẩy mà làm cho tôi tớ Chúa là ông cố Giuse được trở nên làm con Chúa. Thì giờ đây xin Chúa cũng thương cho ông cố được vào sổ các thánh và những người Chúa đã chọn. Nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Khi sinh thời của ông cố Giuse, Chúa đã yêu thương nuôi dưỡng ông cố bằng chính mình và máu thánh Đức Kitô. Thì giờ đây xin Chúa cũng thương cho ông cố được vào dự tiệc trong nước của Chúa cùng các thánh. Nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa ghé mắt thương gia đình tăng hiếu và cộng đoàn chúng con đang hiện diện nơi đây. Xin củng cố đức tin cho chúng con. Xin biến niềm đau thương của chúng con trở thành niềm hy vọng, hân hoan, vui mừng. Chắc chắn sau này tất cả chúng con sẽ được đoàn tụ trong nước cố, trong nước Chúa cùng với ông cố Giuse, người thân yêu của chúng con. Nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, ở bên thi hài người thân yêu của chúng con là ông cố Giuse vừa được Chúa gọi về. Chúng con thật là những kẻ tội lỗi chẳng làm gì được nên công trạng. Xin Chúa nhận lời Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Giuse cùng toàn thể các thánh triều cầu mà tha thứ và thanh tẩy ông cố Giuse trọn vẹn và ban thưởng cho ông cố được dự tiệc trong nước Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Giuse được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn tu chiếu soi trên linh hồn đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, vì đã trông cậy Chúa vì sẽ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày. Hãy trông cậy người cho liên, vì người rất nhân lành, hãy thương vô cùng.
sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Giuse cho khỏi tù và được nghỉ yên. Amen. Lạy Nữ Vương gia đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sương khổ Mẹ con cùng nhau chia sẻ. Cha Mẹ chúng con biết cậy trông ai, đời chúng con gian nan khổ sở lắm. Gia đình chúng con lâm lâm tôi ngày, nhưng có Mẹ ở đây với chúng con, chúng con thấy quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đầy, mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên thiên đàng. Amen. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi nhỏ bé. Chúa Trời xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đức nữ đồng trinh hiển linh sang lang. Chúa chúng con cho và sự chữ. Amen. Lạy Đức Thánh Trai Tín Đức Chúa Giêsu, đừng xa chúng con. Lạy Trai Tín Cực Thanh Cực Tình Đức Thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy Thánh Giuse là bạc thanh sạch Mẹ Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Lạy cha thánh nghe ma tông đồ thánh thể, cầu cho chúng con. Lạy các thánh nam nữ của Thiên Chúa, cầu cho chúng con. Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Giuse. Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Giuse. Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Giuse. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Trọng kính Cha Bề Trên Giám Tịnh, Trọng Thánh Thể, quý Cha quý Thầy, thật sự ông cố con xin thay mặt cho gia đình ông cố có một chút tâm tư gửi đến cho bề trên quý Cha quý Thầy Trọng Thánh Thể. Sự thực khi nghe tin ông cố ra đi thì quý Cha con nghĩ chắc chắn là đã có lời cầu nguyện thánh lễ. Quý xóm, quý thân nhân cũng có những hoa nến dâng lên ông cố trước khi mà cha quý thầy đến với gia đình chúng con. Thực sự như Cha Giám Tịnh đã nói với con thực ra là con cũng nhận ra cha nói sự quy tụ của Thiên Chúa thật là một hồng ân chắc là khó có, bởi vì nhân cái ngày mà quý Cha cấm phòng tại đền thánh Martin thì mới có sự rất là đông đủ cho ngày hôm nay. Với thánh lễ, lời cầu xin, hoa nến dâng lên ông cố nó giảm đi cái nỗi trống vắng của gia đình chúng con, nó bù đắp vào những thiếu thốn của một chủ cột gia đình.
chúng con xin hết lòng tri ân cha giám tỉnh về trên lòng thánh thể quý cha quý thầy đã đến đây cầu nguyện. Không những thế, chúng con tin chắc là Chúa sẽ rủ lòng xót thương ông cố và đưa ông cố về nơi phúc hưởng thánh nhan Chúa. Chúng con không biết nói gì hơn, chúc cha, quý thầy và mọi người có mặt trong ngày cầu nguyện, trong giờ cầu nguyện hôm nay. Lời tri ân đó, chúng con không biết nói gì hơn là chúc toàn thể quý cha, quý thầy, quý vị một sức khỏe và đem lại ơn đức cho từng lỗi các linh hồn. Cuối cùng, chúng con cũng kính báo là 9 giờ ngày thứ ba tới thì chúng con sẽ tụ tập nơi thánh đường. Chúng con kính mời cha bề trên, quý cha, quý thầy bớt chút thì giờ tiến đưa ông cố tới nơi an nghỉ cuối cùng. Một lần nữa, con xin cúi đầu cảm tạ tri ân cha, các thầy và mọi người có mặt hôm nay. Xin hết. Kính thưa quý anh chị trong đoàn thăm viếng, em xin giới thiệu hình đoàn chúng em có ông cố Giuse là ân nhân các cấp được Chúa gọi về. Tôi xin giới thiệu với tăng gia có đoàn thăm viếng vì là quý vị đại diện ban phục vụ hình đoàn giáo dân Đa Minh Việt Nam, quý vị đại diện ban phục vụ hình đoàn giáo phận Xuân Lộc, quý vị ban phục vụ liên minh Hồ Nai, quý vị đại diện ban phục vụ 18 hình đoàn và ban phục vụ giáo xứ Kẻ Sật. Trước khi quý đại diện có lời phân yêu, kính mời đại diện các cấp vái nhang. Kính mời quý đại diện có lời phân yêu. Kính thưa An Quyến, tôi xin được đại diện cho đoàn phân lưu, cho đoàn thăm viếng đọc thư phân lưu của cha đặc trách. Kính gửi An Quyến ông cố Giuse Lê Huy An, giáo xứ Kẻ Sạt, giáo phận Xuân Lộc. Chúng tôi được tin ông cố Giuse là ân nhân của huynh đoàn giáo dân Đa Minh Việt Nam đã an nghỉ trong Chúa. Quý cha đặc trách và ban phục vụ huynh đoàn các cấp xin gửi đến An Quyến lời thăm hỏi chân thành và xin được chia sẻ niềm thương tiếc trước sự ra đi của người thân yêu của quý vị. Kính thưa An Quyến, vì lòng yêu mến Chúa và giáo hội, ông cố Giuse đã chia sẻ với huynh đoàn lòng quảng đại của mình. Nhờ đó, huynh đoàn các cấp được thuận lợi hơn trong các sinh hoạt và thi hành sứ vụ tông đồ. Chúng ta tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ đón nhận linh hồn vị ân nhân vào hưởng vương quốc đã được dọn sẵn từ thuở đời đời cho những ai có lòng yêu mến. Với lòng biết ơn, chúng tôi đã thông tin đến quý cha đặc trách và huynh đoàn giáo dân Đa Minh toàn quốc để dâng thánh lễ và cầu nguyện cho người quá cố. Ngoài ra, hàng ngày, mỗi tháng và trong các dịp lễ đặc biệt của dòng, quý cha đặc trách và huynh đoàn Đa Minh sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý ân nhân còn sống cũng như đã qua đời, trong đó có linh hồn ông cố Giuse thân yêu của chúng ta. Nguyện xin Thiên Chúa là cha giàu lòng thoát thương đón nhận vị ân nhân của huynh đoàn vào hưởng nhan thánh Chúa.
đồng thời ban ơn nâng đỡ và an ủi tam quyến. Văn phòng huynh đoàn ngày 13 tháng 7 năm 2024 thay mặt ban phục vụ huynh đoàn giáo dân Đa Minh Việt Nam, trưởng ban ông Doan Kim Nguyễn Hồng OP, đặc trách huynh đoàn giáo dân Đa Minh Việt Nam, linh mục Du Xe Mai Văn Điệp, và để tỏ lòng thương mến và tri ân, chúng tôi có chút lễ vật xin tam quyến đón nhận. Và sau đây xin mời ban phục vụ huynh đoàn giáo sư kẻ sạc khai mạch giờ kinh. Xin ngồi ba thiên chúa hằng thiện tha cho mọi người được ơn cứu độ,
Xin vương nhận lời Đức Trinh Nữ Maria cùng toàn thể các thánh truyền cầu mà ban cho vị ân nhân của chúng con là ông cố Giuse đã lìa thế được chung hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng con trung bày ra tay nước mẹ Chúa Trời, xin cho Thiên Chúa bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơ gian nan thiếu thốn, nước nữ lòng chuyên hiển vinh sang lan. Cảm chưa chúng con cho khỏi mọi sự nữ. Amen. Lạy ra tay trái tim Đức Chúa Giê-xu. Thương xót chúng con. Lạy trái tim ngực tình ra tay nước bà Maria. Thưa gia đình,
mình và tam quyến, đặc biệt là bà cố. Bà cố và chị Vân là hội viên trong gia đình trưởng nữ. Được tin ông cố Vu Xe đã an nghỉ trong Chúa, chị em chúng tôi xin chân thành phân ưu cùng tam quyến. Chúa Giêsu đã nói, cây tốt thì sinh trái tốt. Còn cha ông ta đã dạy, cha mẹ hiền lành để đức cho con. Ông cố đã dâng cho Chúa một người con, trở nên linh mục phục vụ giáo hội. Đó là dấu hiệu tốt lành và là ơn lộc của Chúa. Với thân phận yếu hèn của con người, ông cố rất cần đến lòng nhân từ của Thiên Chúa. Xin vì mầu nhiệm của Đức Kitô chết và sống lại, xin Chúa sớm đưa ông cố Du Xe về hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Kính xin gia đình hiệp ý với chúng tôi trong giờ cầu nguyện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho trọn đời con một bài hát tình ca ngợi, tiếng hát con vang tận tới thiên thu. Mẹ tình thương từ trời vút cao vời vời, xin yêu thương đó
Và sự hiện diện của quý bà qua những lời cầu nguyện đã cũng là một niềm an ủi cho gia đình đáng yêu chúng tôi. Tất cả những lời cầu nguyện của quý vị vừa dâng lên trên Chúa với niềm tin xác tín, Chúa sẽ đón nhận lời cầu nguyện của quý vị và Chúa thương giảm bớt thời gian thân luyện cho ông cố Giuse. Và trong ngày sau hết, ông cố được chung phần hoan lạc cùng với tất cả các thánh nam nữ trên nước vinh quang hạnh phúc ở bên Chúa đến muôn đời. Thay lời cho gia đình Tam Quyến nói chung và cách riêng bà cố, xin chân thành cảm ơn tất cả quý bà trong gia đình trưởng nữ đã không quản ngại thì giờ quý báu đến dâng lời cầu nguyện cho ông cố. Và cũng xin kính báo đến quý vị vào lúc 8:30 là sáng thứ ba, gia đình cùng với Caritas của giáo xứ Di Quan ông cố lên thánh đường đúng 9:00 thì thánh lễ cầu nguyện cho ông cố. Kính mong quý vị có thể được một chút thì giờ đến cầu nguyện cho ông cố. Vậy một lần nữa xin được đại diện cho gia đình Tam Quyến xin hết lòng đồng cảm lại và sớm đưa một cố Giuse về của Chúa. Người trong người thế gian không tránh những điều thiếu sót đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân, nhưng vì lòng Chúa nhân từ, Chúa sẽ xót thương và sớm đưa cố Giuse về của Chúa. Hiệp ý cầu nguyện gia đình chúng tôi cùng Tam Quyến theo ý cầu nguyện và xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm và sớm đưa cố Giuse về hưởng thánh nhân Chúa. Vì lên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần người thương tâm biếu hồn con, ban xuống cho con hồng ân trang chứa, trao dồi cho đám ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa chiều làm đất.
Quý vị vừa dâng lên Chúa là với niềm tin xác tín là
Chúa sẽ đón nhận lời cầu nguyện của quý vị và Chúa sẽ giảm bớt thời gian tận nguyện cho ông cố. Và trong ngày sau hết, ông cố được chung phần hoan lạc cùng với các thân. Kính thưa quý vị, Chúa là phần gia nghiệp của con được hưởng là chén phúc lộc dần cho con, đó là mỗi người khi tô hiến được lãnh nhận bí tích thần tẩy, đó là bí tích rửa tội. Chính vì thế ông cố Giuse được nhờ đức trinh nữ Maria trong cung lộc và được sinh ra và cho đến ngày Chúa gọi về, thay lời cho gia đình tàng hiếu. Trước hết xin chân thành cảm ơn gia đình bà Ngũ, các con, các cháu. Trong tâm tình Chúa sẽ gìn giữ riêng cho gia đình bà trong cuộc sống thường ngày. Nguyện xin Chúa và mẹ Maria gìn giữ hồn xác quý vị. Và cũng xin báo quý vị vào lúc 8 giờ sáng thứ ba, gia đình Di Quan cùng với cả đi tác đưa ông cố lên thánh đường. 9 giờ thánh lễ cầu nguyện cho ông. Kính mong quý vị có thể được một chút thì giờ sáng thứ ba đến để cùng với quý cha đã hiệp thông cùng dâng lời cầu nguyện cho ông cố. Vậy một lần nữa xin được thay lời cho gia đình bà cố xin hết lòng đồng cảm tạ. Kính thưa gia đình Tăng Quyến, chúng con nhận được tin cụ Giuse mới qua đời là bố của anh chị Duy Giới đây. Kính thưa gia đình, anh chị Duy Giới là ân nhân của ban đặc ái giáo hội Du Sinh thuộc giáo xứ Bắc Hải. Anh chị đã có những đóng góp để cho ban làm những công việc đặc ái với tỉnh Liên Đới. Chúng con có mặt nơi đây để cùng với gia đình Tăng Quyến chia sẻ nỗi buồn mất mát của gia đình và dâng lời ca tiếng hát cầu nguyện cho linh hồn Giuse được sớm được hưởng nhân danh Chúa. Xin mời cộng đoàn cùng hướng đi. Chúa còn ở dưới vực sâu, kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai lỗi được, bởi Chúa hằng có lòng mạnh, cùng vì lời Chúa ban mưa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, vì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân nước Chúa trời đêm ngày, hãy trông cậy người cho liền, vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi. Kẻ làm dân người thay thánh, lạy Chúa xin ban cho linh hồn Giuse được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn Giuse cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Đức Chúa Giêsu ơi, trời mà xuống thế gian 33 năm cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rồi, vì vậy chúng con xin Cha đất nhân lành vô cùng xin tha phần phạt cho linh hồn Giuse đã cầu nguyện hôm nay hoặc còn hôm nay hoặc còn đang nơi lửa liền tội, thì xin mở cửa tủ đạp ấy cho ra mà đem đến chốn thương mọi sự vui thật là nước thiên đàng. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện nhân Cha cả sáng, nơi Cha chỉ đến, đi Cha để dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con ngày hôm nay.
trên điện bên sáng lăng. Làm chờ chúng con cho bài mọi sự tử. Amen. Lạy Đức Thánh Cha đến Đức Chúa Giêsu. Cầm xoa chúng con. Lạy Cha đến Cửa Thanh Cực Tỉnh ra thăm Đức Bà Maria. Cầu xoa chúng con. Lạy ông Thánh Du Xe là bà thân sản Đức Bà Maria trong đời đồng trinh. Cầu xoa chúng con. Lạy ca thăng tử đạo Việt Nam. Cầu xoa chúng con. Quý bạn hữu xa gần, đặc biệt là nhóm bác ái của hai anh chị Duy và Giới. Hôm nay linh hồn Du Xe trong tăng quyến chúng tôi đã nằm xuống. Và Chúa cũng đã nói là đâu có hai người cầu nguyện thì Chúa sẽ ban được, ban cho nhiều hơn. Hôm nay quý vị đã cùng tăng quyến chúng tôi để dâng lời cầu xin Chúa. Xin ban cho linh hồn Du Xe khi được sống ở trên đời này có phạm lỗi lầm gì với Chúa, xin Chúa cũng vì chúng con là cát bụi của cuộc đời, xin Ngài ban cho linh hồn Du Xe sớm được nhân ơn Chúa. Chúng tôi cũng xin kính báo với quý vị là ngày thứ ba 9 giờ sáng có thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Du Xe lần cuối và sẽ được tiến đưa lên nghĩa trang của giáo xứ chúng tôi. Thật ra chúng tôi cũng không biết để gì để cảm ơn quý vị, cầu xin Chúa ban cho quý vị nhiều sức khỏe, nhiều ơn lành của Chúa và ban cho quý vị có lòng bác ái cầu nguyện cho mọi người còn sống cũng như qua đời. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý ông, quý bà, quý bạn hữu xa gần, quý vị và đặc biệt là quý vị bác ái của hai cháu Giới và Duy. Xin trân trọng cảm ơn. Chúng con ở trên trời, chúng con nguyện nhân cha ta sang, đưa cha chỉ đến đi cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay luôn thực hàng ngày mà ta nợ chúng con, như chúng con cũng ta kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ. Xe khi còn sống chắc chắn không
không thoát khỏi những lỗi phạm với Chúa, thì chúng ta hôm nay đã vì lòng yêu mến đã tới để dâng lời cầu nguyện xin Chúa ban cho linh hồn Giuse sớm được hưởng ân ân Chúa. Chúng tôi xin tin chắc rằng Chúa sẽ có thể là sẽ nhận lời và sẽ ban cho linh hồn Giuse sớm được hưởng ân ân Chúa. Trong lúc này chúng tôi cũng thông báo với quý vị là 9 giờ sáng ngày thứ ba gia đình tăng quyến chúng con có tổ chức thánh lễ cuối cùng cho ông và đưa tiễn người ra nghĩa trang. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng thánh lễ. Con xa trước các
xuống than, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chiều nạn đời quan phong Si-ô Phi-la-tô, chiều đông đang trên cây thanh giá, chết và táng xác xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời, ngự bên hữu đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bơi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin trời chung công nguyện danh Cha Ca Sáng, Đức Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ oan nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng kêu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, đã có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ đứng tử. Amen. Chúng con trong cảnh dân thanh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiển vinh sáng lao. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Giuse. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Giuse. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Giuse. Xin mở sách 157. Muôn tiếng nghẹn ngào vọng thâu mãi lên trời cao, đây bao linh hồn trong chốn luyện hình, than van xin mẹ nhân ái thương tình, cầu khẩn cùng Chúa mau dẫn tới quê trường sinh. Mẹ từng đã chung phần khổ đau cùng con Thiên Chúa, thưa quý bà trong ca đoàn và thánh Anna. Cách đây 74 năm, cuộc đời của cụ cố Giuse là một bản nhạc ca ngợi Thiên Chúa, ca ngợi tình yêu của Thiên Chúa. Cách đây 74 năm, Chúa đã cho cụ cố Anna đặt một dấu nhạc đầu tiên trong ngôi nhà, và mỗi một ngày sống của cụ cố Giuse là một nốt nhạc. Trong bản nhạc đó có những nốt thăng, những nốt trầm và cũng có những nốt lặng. Và vào ngày 11 vừa qua, bản nhạc đó đã được chấm dứt bằng một dấu chấm tròn. Dấu chấm tròn coi như cụ cố Giuse đã hoàn thiện trong cuộc đời của mình. Và dấu chấm tròn này đã để lại cho tang gia, tang
quyến những nỗi buồn đau đớn khi một người cha, khi một người chồng mất đi. Và trong những lúc đó đã được quý vị đã đến đây để chia buồn và cầu nguyện cho cụ cố Giuse. Cụ cố Giuse chắc chắn giờ đây đã mang bản nhạc đó lên trình diện Thiên Chúa. Và với những lời cầu nguyện của quý vị, Chúa sẽ chỉnh sửa bản nhạc của cụ cố Giuse cho trở nên hoàn thiện. Vậy thay lời tang gia tang quyến, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và xin có lời mời với quý vị vào sáng thứ ba quý vị tới tang gia chúng tôi để tiến đưa linh cữu người thân yêu của chúng tôi tới tại thánh đường để tham dự thánh lễ cuối cùng và tiến đưa linh cữu cụ cố Giuse tới nơi an nghỉ là nghĩa trang giáo xứ. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Thôi, chị nào đang nhờ tăng gia chúng tôi cũng xin nhờ với ca đoàn xin ca hát lễ an táng của cố Giuse với hộ gia đình chúng tôi. Xin quý vị cũng thông cảm và giúp đỡ gia đình chúng tôi để thánh lễ an táng của gia đình của cụ cố Anna tăng gia chúng tôi được mọi sự tốt đẹp. Xin quý vị thông cảm và xin đáp lại lời mời của tăng gia chúng tôi. Người thương thâm yêu hồn con, ban xuống cho con lòng ân chan chứa, trao đổi cho ta ngôi thánh đường. Hiện xin Chúa vui ban, lại nghe lời con thiết tha, từ mê thắng thu con ngày đêm.
Chúc anh chị em luôn được bình an. Ta